quyền. Anh gọi taxi cho em rồi đấy. Gọi trên trang web hẳn thôi á. Sao không gọi bằng điện thoại? Không không, đây là một hãng taxi mới, dịch vụ rất hoàn hảo. Em cảm ơn anh. Ừ. À nè, có ai đưa em ra sân bay không? Làm gì có ai. Ừ. Cái vali của em nặng ơi là nặng. Vậy thì để anh sẽ đưa em ra tận chân cầu thang lên máy bay luôn. Vậy hả? Ừ. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Để em vô lấy đồ rồi mình đi ha. Rồi. Này Huyền này. Gì đấy? Công đoàn chiều nay ai cử người đi viếng bố ông bảo vệ đấy? Hả? Sếp mất quên rồi. Ôi trời ơi. Mới vừa lỡ hứa với Phương Nguyên đưa cô ấy ra sân bay rồi cậu ạ. À. Mặc xác ạ. À. Cậu cứ chiều phụ nữ quá là sinh hư đấy. Chào anh. À. Tôi muốn tìm gặp chị Phương Nguyên. Có chuyện gì? Cô ấy gọi taxi ra sân bay. Sân bay à? Vâng. À, đồng hồ chạy rồi. Anh báo cô ấy dùm được không ạ? Cô ấy đi rồi, đi được nửa tiếng rồi. Đi rồi ạ? Ừ. Thế còn tiền xe của tôi? À, tiền xe. Tôi tính cả tiền đón nữa. À, cậu vào trong phòng kế toán ở bên hành lang bên này này, họ sẽ thanh toán nha. Cảm ơn. À. Mọi chuyện vui đấy. Mình sẽ đưa con mèo nhỏ của mình ra sân bay. Không biết taxi của em tới chưa nữa. Ô, thế không ai báo cho em biết à? Sao anh? Hết taxi rồi, làm gì có. Hết taxi rồi? Ừ. Thôi chết, bây giờ em phải đi bằng gì đây? À, tất nhiên là anh rồi, anh sẽ đưa em ra sân bay, anh có xe. Thật hả anh? Ừ. Em cảm ơn anh. À, chết rồi, em lại để vé trong phòng rồi. Ừ, vào lấy đi. Anh đợi em chút nha. Ừ. Này anh, chỗ anh rắc rối quá đấy. Giờ tôi phải tìm gặp sếp anh để yêu cầu duyệt chi. Hả? Ông ấy ở ngoài hành lang kia phải không? Không cần gặp sếp, tôi trả bao nhiêu tiền? 120 ngàn. Hả? Này, đợi không thôi mà 120 ngàn đắt thế. Chỗ tôi lấy đắt nhưng mà dịch vụ hoàn hảo hơn các chỗ khác. Anh có thể yên tâm hoặc là tôi có thể vào kia. À, thôi, không vào đâu cả. Đây, tôi giả. Này, 120 ngàn. Đi. Anh có lấy hóa đơn không? Không cần, đây cầm luôn đi. Đi hộ cho. Nhé, nhanh lên. Ôi trời, mang cái gì mà nặng thế? Vé máy bay đây rồi. À. Mình đi thôi anh. Ờ, mình đi. Mà này, trước khi ra sân bay em có muốn ăn gì không? Ừ. Dạ thôi, em sợ trễ giờ. Thôi mình đi. Ờ, chị Quang. Dạ. Tại sao cậu chưa nộp bản báo cáo của tôi hả? Ô, sếp nói là mai em mới phải nộp cơ mà. Ờ, cậu nói chuyện vớ vẩn quá, đi in và đập ngay cho tôi. Cái cung cách làm ăn của cậu tôi không thể chấp nhận được ha. Ô, sắp đồ đi đâu thế? Dạ, em đưa Phương Nguyên ra sân bay để đi công tác. Này là phải trách nhiệm của cậu. Trần Quang. Thay Duy Hoàng, đưa cô Phương Nguyên ra sân bay giùm tôi. Vâng. Không được sếp ạ. Trần Huỳnh hôm nay phải thay mặt công đoàn đi viếng bố bảo vệ ạ. Tôi quên. À, đúng rồi, cậu là chủ tịch công đoàn, phải làm gương cho tất cả anh em trong công ty. Đã. Còn Duy Hoàng, để tôi mượn chìa khóa đi. Tôi sẽ đưa cô Phương Nguyên ra tận cầu thang của sân bay nhé. Đây. Em cảm ơn sếp. Trước khi ra sân bay, cô có muốn ăn gì không? Chào hai người. Chào Mai. Ủa, gì kỳ vậy? Trời ơi, bà này cũng ghê lắm nha. Mấy hôm nay em thấy chị khác. Quá ra là không phải do mập lên. À, tình sống nhất trong năm nha. Này, bố của nó lại đấy. Đừng có nói là cổ Dư Hoàng nha. Này, anh nói thế là xúc phạm đứa bé đấy. Con em mà không có bố. Hay nói đúng hơn là không có bố theo cách nghĩ của truyền thống. Không hiểu. Trời ơi, thụ tinh nhân tạo. Ê, cách đó hay đấy. Khỏi phải có những rắc rối lo thôi mà lại có đầy đủ thông tin. Không phải. Cách này khác, đơn giản hơn nhiều. Không lằng nhằng như là thụ tinh nhân tạo đâu. Mà cũng không mất công mất sức như cách của truyền thống. Mất công mất sức? Chị đúng là. Thôi mà nói tóm lại, chị nói em không hiểu gì hết trơn. Chị dùng cách gì? Nói em nghe con. Cách gì? Chị truyền năng lượng vào lòng bàn tay. Hai anh có tin nổi không? Chị nói dùng tay xoa bụng sẽ có bầu. Trời ơi, bó tay luôn á. Không thể nói trước được điều gì đâu. Nhớ khi có người họ có năng lực đó thiệt thì sao? Đúng. Ừ. Nói đâu xa. Ừ. Anh cũng có thể làm cho người ta có bầu được. Ừ. Có điều anh không làm bằng tay. Thử hơn. À, này, cậu học cái thói ăn nói nham nhở ra đâu vậy? Hả? Anh làm cho nhé. Nè, tránh xa tôi ra nha. Dê vừa vừa thôi. Hàng xóm của Trình cũng có người có bầu y như cách của mày đó. Đó là sự thật, không phải bịa đâu. Thiệt hả anh? Thiệt mà. Vậy cô ta có bầu bao lâu rồi? 12 tháng rồi nhưng chưa thấy đẻ. Trình không có bịa đâu. Lần này á, Trình sẽ mang con mèo của Trình đến cho ổng xoa bụng. Biết đâu mèo của Trình đẻ ra một bầy mèo con xinh xắn rồi sao? Thôi em mệt anh quá. Mà nói đi nói lại á, chị Mai Kỳ này là tiền mất tật mang. Mà không những vậy nha, chỉ sẽ bị sếp Hữu Tài la cho một trận là cái chắc. Đúng. Ai chứ sếp Tài là ghét nhất ba trò mê tín dị đoan. Mấy người không tin thì đừng nói linh tinh. Lỡ mất linh thì khổ thân Mai lắm á. Này, cậu cũng đừng mê tín dị đoan nữa. Lão Tài mà biết chuyện đó là ông ấy xâm phạm luôn cả cậu đấy.
Các con có cậu có thấy con ai đâu không? Thấy chưa? Sếp yên tâm, em đã nhờ thầy rồi sếp ạ. Biết là sếp của em ấy nó thầy nhiệt tình lắm. Chút nữa thầy đến ngay bây giờ đây sếp ạ. Tiện thể cũng dưỡng thai cho em luôn. Rồi, cảm ơn con nhiều nha cô Mai. Trời, không biết vợ tôi làm sao nghĩ. Đã lớn tuổi rồi mà còn đòi hỏi thêm một đứa con để làm cái gì. Mà tôi cũng lớn tuổi luôn đó. Tôi nói là tôi với cô giờ là chung một băng, cùng hội cùng thuyền rồi. Thì tôi muốn kể cô với cái chuyện mà... À, thầy đến rồi. Dạ, mời thầy uống ly cà phê. Dạ, uống xong cái thầy vô văn phòng thì truyền cho vợ con một cái. Thầy đến con cầm. Không, thầy ơi thầy, trước khi thầy vào thầy dưỡng thai cho con cái, mấy hôm nay con cứ thấy trong người mệt mệt làm sao ấy thầy ạ. Chuyện thường thôi mà, mang thai thì ai chả thế. Tưởng tự nhiên có đứa gọi mình bằng mẹ chắc. Xem nào, để thầy xem cho nào. Đấy, bụng to thế này rồi gì mà chả mệt. Con trai nhé, cổ sướng đấy. Thằng cu này khỏe mạnh, thông minh, đáo đẻ đấy. Xem nó hút năng lượng của tôi có khiếp không. Ôi giời ơi, thầy massage bụng hay quá. Xin lỗi, anh làm ơn cho hỏi phòng của anh Hữu Tài ở chỗ nào ạ? Tôi có hẹn với anh ấy lúc 10 giờ sáng nay ạ. Cô đi thẳng rẽ trái vào phòng thứ hai. Cảm ơn anh vì anh là người duy nhất trả lời câu hỏi của tôi. Duy nhất? Sương Mai, có phải em không? Trời ơi, anh Hoàn, đúng là anh rồi. Anh, em, mà sao em... Khúc xương trên cành mai của anh đây, anh không nhận ra em sao? Anh vẫn như xưa. Em nhớ ngày đó, anh bẽn lẽn trên tay cầm chiếc quần sóc, đứng ở cửa phòng ký túc xá nữ, nhờ em khâu hộ. Đó là điều duy nhất em nhớ về anh trong lúc này. Mười mấy năm qua rồi còn gì. Em chẳng khác gì cả, ngoài một số hình thức. Thế anh có biết là em đã đau khổ như thế nào khi chúng mình chia tay không? Anh cũng có sung sướng gì đâu. Và em đã tìm ra một cách để quên đi những ngày tháng đau khổ đó. Và em đã đắm chìm trong pizza, bún bò Huế, hủ tiếu và... tà phớ. Suốt cuộc thì lúc nào anh cũng là người hiểu em rõ nhất. Đó là điều em vẫn muốn nói với anh trong lúc này. Dư Quang à. Dạ. Cậu có biết là cô Sương Mai là một đối tác lớn của công ty mình không? Dạ. Không, nhưng mà có điều tôi là rất là ngạc nhiên nha. Cậu lại là mối tình đầu sâu nặng của cô ấy đấy. Dạ, Sương Mai là người yêu cũ của em. Bọn em chia tay nhau mười mấy năm rồi. Mà cô ấy không còn hấp dẫn như xưa nữa sếp ạ. Trời ơi, tôi có biểu cậu bỏ vợ mà cưới cô ấy đâu. Cô cậu biết mà, cô ấy là không có chồng, thiếu thốn tình cảm lắm. Dạ. Mà cậu lại là mối tình đầu của cô ấy nữa. Tôi nói bao nhiêu đó cậu có hiểu ý tôi không? Dạ có ạ. Dạ, cô ấy đâu còn mi nhom như ngày trước nữa. Con hạc của em bây giờ đã trở thành con voi mất rồi. Sếp mà bắt em làm thế thì khó. Trời ơi, con hạc với con voi thì thiệt kệ đi. Nhưng quan trọng là mình được cái đấu thầu này hay không là cũng do khả năng của cậu đấy. Còn lên chức hay không là cũng do cậu đấy. Cậu hiểu ý tôi chưa? Em hiểu ạ. Em sẽ yêu thử lại một lần nữa. Sao? Chuyến đi công tác thế nào? Kể nghe coi. Ui giời, công tác cái kiểu này vợ tôi nó mà biết ý thì không còn là Duy Hoàn nữa. Tình cũ không rủ cũng thế. Nhưng mình biết chắc là cậu đã có một thời gian rất là hạnh phúc bên mối tình đầu của mình ở Vũng Tàu đúng không? Hạnh phúc cái gì? Ngày xưa yêu nhau ấy, nàng nhỏ nhắn là thế. Bây giờ cái giường 3 phần, nàng chiếm mất 2 phần. Ồ thế à? Ui giời, hồi yêu nhau ấy, nàng ăn như con mèo ấy. Ừ. Bây giờ tôi vừa gọi một cân hào ra. Ờ. Quay ra kêu cốc trà đá, quay lại còn mỗi vỏ hào không. Cái gì vậy? Đấy là còn chưa kể cái tật ngoáy mũi bôi vào thành giường. Đêm nằm gối trên bờ vai tôi ướt đầm cả rãy. Thôi thôi thôi, đừng kêu ca như vậy. Dù sao đi chăng nữa, cậu cũng là người có công rất lớn cho công ty của mình. Thôi sếp, tiến triển thế nào rồi ạ? Em hy sinh hết cả thân mình ạ. Tiến triển cái gì mà tiến triển? Dạ. Cậu cặp bồ với người ta mà không chịu tìm hiểu gì hết trơn rồi. Là sao ạ? Cô Sương Mai đã chuyển công tác đi chỗ khác rồi. Bây giờ thay cho mình là đối tác mới rồi. Thế... Mà bây giờ đối tác là sắp lên đấy. Thế em lại phải hy sinh lần nữa ạ? Chịu khó giúp công ty đi nha. Đừng làm tôi thất vọng nha Duy Hoàng nha. Ôi mong rằng cô đừng như con voi nha. Trời ơi. Cho hỏi Duy Hoàng ạ. Tôi đây.